Wow. Đây là sóc đang quần các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy không? Wow. Nhìn là vậy ạ. Đây là bự dài các bạn ơi. Nè, thấy không? Bự lắm. Nè, đây hay hay. Các bạn thấy không? Wow. Người ta đã thử rồi nè, đây là một bự quá trời bự nữa các bạn. Các bạn thấy không? Giờ hãy để hãy. Không biết sao mà lấy ra một vườn nữa, không biết nó non hay già mà hết. Một vườn đây nè. Giờ không có cây dao đem theo các bạn. Wow. Vườn quá trời bự luôn nè, đó. Được mấy buồn dừa nước, hãy quay cho các bạn coi nha. Đây nè, dừa nước nè các bạn. Giờ hãy đi động á, giờ hãy vô tình gặp được một cái vườn dừa nước đó các bạn. Dừa nước đây quá trời, nhưng mà để coi hãy coi coi có nè, bắp nè, hãy coi có buồn là già không, dừa nước chóc trên nè các bạn, dài đó đó. Giờ hãy quay coi có buồn là già mà hãy chặt đem uống nha các bạn, ăn nha các bạn. Nè, dừa nước nè, các bạn thấy không? Đây là cái món này, là món đặc sản nè, ở miền Tây nè. Này, các bạn ai cả ai cũng biết quá, không biết già chưa nó mà thấy bự quá nè các bạn. Nè, bự quá, trong đó một buồn nữa kìa. Đó, trong đó có một buồn nữa các bạn, bự trong đó đó mà không biết già chưa không biết nữa. Chắc còn non quá nè. Đây một buồn cũng bự, cái bếp bắp bự quá nói các bạn. Trong đó có một buồn nữa, nhóc ở trên trong đó hai buồn luôn các bạn ơi. Nó thấy không, trong kia một buồn nữa. Hãy quay cho các bạn coi coi. Giờ hãy đi qua anh kia hãy coi còn buồn nào già nữa không. Hãy quay cho các bạn xem này, đi kiếm gì nước uống nha các bạn. Đó. Đây nè. Đó, nguyên một buồn dừa nước luôn nè. Dừa nước nhiều lắm nha các bạn. Đó. Hãy đi qua đây coi kiếm coi có không. Có buồn nào già không, chặt đem về mình uống, mình làm nó đá uống ngon lắm các bạn. Không biết các bạn biết uống dừa nước không chứ. Món này là món nào, món tuổi thơ đó. Ở dưới miền Tây rồi rất là nhiều, nhưng mà tại giờ người ta chặt nhiều quá không có già. Giờ hãy đi con có buồn nào già không, chặt dưa nước chắc không. Mời các bạn theo hải nha, có ôm trầm không biết thấy không, quá trời luôn, không biết có trong đây có buồn không nữa. Người ta chặt quá trời luôn. Đi với ông anh nữa kìa. Nó buồn này nhỏ quá, buồn này nhỏ các bạn, chưa có già. Ông anh đi sau hè, đi sau lưng hải á, hai anh em đi giăng lưới nhưng mà giờ cũng đang rồi, nhưng mà này còn cả lưới nữa. Người ta chặt nhiều quá, có hay không các bạn? Hả, kiếm gì nước đây nè. Ông anh ông kêu đi bắt ốc quá các bạn, giờ hãy đi qua đây có gì nước không. Đây nè, không có mấy cổ chim bên đó nữa các bạn, kìa ổ chim nè, trên đó nè, nó mấy cổ chim á mà hải không dám bước lên đó, tại vì ông không à, trên đó ông anh nghe nó có trứng nữa. Trứng chim nó nhiều lắm mà ông không coi, ông nhiều lắm, ông đưa nó đánh một cái là xương mặt luôn các bạn ạ. À, tôi nãy không dám chạy lên tới nha, ông nhiều lắm đây, ông lắm đi, nãy giờ mà không có buồn nào nữa chân đâu. Ờ, buồn nằm ngoài khơi đó thì các bạn ạ. À, buồn nằm ngoài đó. Có ông Tâm dữ ta, sao nhiều quá vậy, ủa không nhỏ chân nè. Cái này cũng có nó mà không biết dài nè các bạn ơi. Qua đây nè, hãy qua đây tím mà coi coi. Ồ, đây nè các bạn thấy không, đây nè, đây nè, đây nè. Đó, gì nữa nè. Hai cái buồn nào bự không? Người ta chặt quá trời, người ta chặt rồi các bạn ơi.
đây có một vùng nữa nè, ngoài đó nhóc chân kìa, ngoài đó là ngoài đó nhỏ, ngoài đó nhóc chân nữa các bạn. Nước nhiều quá mà ta chặt hết, không còn bùn nào bự to hết trơn các bạn ạ. Ô đây nè, đây nè, đây nè các bạn ơi, wow, đây là sóc đang bùn các bạn ơi, đây nè, đây nè, các bạn thấy không, wow, nhìn là bự ạ. Đây là bự già các bạn ơi, nè thấy không, bự lắm nè, đây hai hai các bạn thấy không, wow, người ta đã thử rồi nè, nghe là một bự quá trời bự luôn các bạn, các bạn thấy không, giờ hãy để hãy hãy không biết sao mà lấy ra một vườn nữa, không biết nó non hay già mà hết một vườn đây nè, giờ không có cái dao đem theo các bạn, wow, bự quá trời bự luôn nè, đó thấy không, bự lắm, chắc cũng sắp già các bạn ạ. Giờ hãy đi kiếm vòng mà còn cái nào đó. Con bùn nó bự rồi các bạn ơi, đây nè, đây nè, có một bùn như này nữa các bạn ơi, đây nè, trong này ong cũng các bạn, đây có một bùn nữa, wow, nhìn bức giờ ngon sao hả chúng ta, đây nè. Nước già hay nó không đó, người ta đã thử với chơi này các bạn ơi, bị chặt á, các bạn ha, bây giờ kiếm cá nhiều quá, nhiều lắm ở đây, nhiều lắm các bạn, sờ sảo rồi gắn gì các bạn ơi, nó giờ là hãy đi kiểm tra cái bùn đó, bùn nó bự lắm, bùn này còn hơi non, nên hãy lấy cái bùn kia, bùn nó bự lắm các bạn, bùn này bự lắm, hãy chặt bùn này các bạn, đó.